tăng xuống. Ở Hòa Giang Cát Tân, còn dân tộc ngoài kia thì ở Ngô Mây. Bích, bắt đầu ta dừng lại. Bích. Ánh sáng tốt đấy. Ánh sáng như này là tốt đấy. Ngày xưa mình tập có ánh sáng đâu. Tập ở trên cái đồi trên cái đây. Được tập. Tập có lúc ban đầu còn sau đó là tập tối thui. Đây là các em đai trắng. Ta sẽ lên ở khu vực của các em đai vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu? Thả lỏng nghỉ em, thả lỏng nghỉ ha.
thả lỏng cái gì. Để bắt đầu thả lỏng. Sau buổi tập chính thức sẽ thả lỏng để nghỉ. À, như tôi đã nói ở nhiều cái buổi giải võ trước đây là khi phần thả lỏng rất là quan trọng. Nên nếu mà chúng ta vừa tập xong mệt mà chúng ta không thả lỏng mà chúng ta về ngay thì có thể khi mà chúng ta ra ngoài lỗ chân lông nó chưa kịp đóng lại thì chúng ta sẽ bị gió độc vào người, hoặc là gió khí bẩn nó vào người, hoặc là thuốc sâu người ta phun nó ngấm vào người nhiều thì rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta phải thả lỏng cho cơ thể nó trở lại bình thường. Các người lỗ chân lông nó đóng lại, người đỡ mệt thì lúc đó chúng ta về mới tốt cho sức khỏe của chúng ta. Phần thả lỏng rất đa dạng, có thể thả lỏng từng người một, nắm tay cho nhau, nắm chân thả lỏng cho nhau, hoặc đấm lưng cho nhau, hoặc là gánh người lên nhau, hoặc là đá nhẹ vào chân để thả các cái cơ khớp, thậm chí có thể nằm xuống đấm lưng, nói chung là nhiều cách khác nhau. Mục đích cuối cùng là gì? Người trở lại bình thường trước khi chúng ta về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. À, bây giờ để... căn dặn mấy câu. Bây rồi các em dọn hàng lên. Thầy giới thiệu với cả lớp chúng ta. Cho Nghiêm chào đã. Nghiêm chào. Bây rồi thầy giới thiệu với cả lớp chúng ta. Hôm nay có võ sư Nguyễn Viết Hòa, tổng giám đốc công ty võ đường Ngọc Hòa về thăm lớp chúng ta. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Giới thiệu với các em võ sư Hồ Thị Nữ Phúc, trưởng phòng tập karate An Nhơn về thăm lớp chúng ta. Bây giờ mời các em sẽ lắng nghe võ sư Nguyễn Viết Hòa sẽ có đôi lời căn dặn với chúng ta, nói chuyện với chúng ta. Xin mời. Chào các em, để cho thoải mái thì các em ngồi xuống, khoanh chân vào. Chúng ta ngồi xuống. Ngày trước đây thầy, em đứng gần thầy nhé, để nó nghe rõ. Trước đây thầy dạy thầy Phúc và các học trò thì không có ánh điện như này đâu. Có nghĩa là chỉ tập được một lúc rồi là trời nó tối om ra. Không có được cái điều kiện tập tốt như này đâu. Nhưng bây giờ các em tập như này là tốt rồi. Tất nhiên có những nơi khác nó tốt hơn nữa. Thế nhưng mà đối với karate là nên tập ở ngoài trời thế này, tập chân đất như này nó mới đúng chất của karate. Chứ nhiều người bây giờ cứ toàn tập trên thảm á, đến lúc đi ra ngoài là kêu đau chân quá, đau không chịu nổi, bởi vì họ suốt ngày đi giày đi dép xong rồi tập trên thảm nhiều quá. Thì đấy không phải là cái chất của karate. Karate là gì? Là một cái nghệ thuật sử dụng tay chân để thay vũ khí. Đó, ngày xưa người dân Okinawa khi mà bị lãnh chúa Satsuma thống trị thì người ta sử dụng tay chân để người ta chống lại kẻ thù, bởi vì khi mà lãnh chúa Satsuma thống trị thì người ta thu hết toàn bộ các loại binh khí ở trong dân. Đó. Hầu hết các loại binh khí đều bị thu hết, kể cả dao người ta cũng phải đăng ký dùng bao nhiêu giờ thì phải trả lại con dao đó, vì người ta sợ người dân sử dụng cái dao đó để chống lại cái giới thống trị. Chính vì vậy cho nên người dân người ta đã phải luyện karate để tay vũ khí. Chúng ta thấy là người ta có thể dùng tay để đấm vỡ gạch ngói hay dùng tay để chặt gạch ngói. Thậm chí ông Oyama, Mas Oyama, ông ấy dùng tay ông chặt gãy cả sừng bò rừng và đánh chết cả bò rừng. Chúng ta cái video đó bây giờ vẫn còn trên YouTube, rất là thú vị ở chỗ là vẫn còn trên YouTube. Chúng ta thấy cái video ông ấy chặt gãy sừng bò rừng là rất là thú vị, và ông chặt bay chai rượu whisky, bay cổ chai, hoặc là chặt cái miếng đá xanh ấy, đá ở trên rừng ấy, ông ấy chặt đứt đôi ra.
Thì đấy là một cái sự khổ luyện để có được cái ngày hôm nay, cho nên là chúng ta học võ chúng ta ít nhiều chúng ta phải hiểu được nguồn gốc của karate, sức mạnh của karate là gì. Và cái quan trọng nhất của karate là tu dưỡng phẩm chất đạo đức, luyện tay chân để thay vũ khí và rèn luyện cho mình cái ý chí và bản lĩnh. Đấy là cái quan trọng nhất. Chứ còn nếu mà học võ mà người thầy không dạy cho mình về đạo đức, không dạy cho mình ý chí và bản lĩnh, mà chỉ dạy cho mình đánh nhau thôi, suốt ngày xui nó đánh nhau thì ra đường nó như con trâu con bò, như mấy cái thằng ngáo đá suốt ngày thích đánh nhau, không làm được cái gì cho đời cả. Đó. Cái thành công của thầy ngày hôm nay là một phần rất lớn là nhờ vào cái việc mình học võ và luyện võ. Chúng ta về chúng ta search trên Google cậu bé mồ côi thành ông chủ tập đoàn, có hẳn một cái chương trình truyền hình làm về thầy rất dài trên đó. Hoặc là chúng ta gõ người đương thời Nguyễn Viết Hòa, có hẳn chương trình người đương thời của VTV1 làm về thầy trên đó, thì chúng ta xem chúng ta sẽ hiểu cái quá trình tập luyện của thầy, rồi quá trình dạy học trò của mình, rồi quá trình đi lên từ một cậu bé mồ côi để thành công như ngày hôm nay nó khó khăn như thế nào. Và đấy cũng là một cái cảm hứng rất tốt cho các võ sinh để có thể thành công sau này. Để hy vọng là các em xem trên đó để các em hiểu. Thời gian rất là ngắn, khi mà thầy đi thăm một lúc cả mấy câu lạc bộ trong một cái buổi chiều như thế này rất là ngắn, không có nhiều để nói với chúng ta. Chúng ta có thể xem trên YouTube, chúng ta hiểu. YouTube thì cái kênh Nguyễn Viết Hòa hiện tại nó gần 100.000 người đăng ký trên YouTube. Nhưng mà kênh đó là thầy đăng nó hơi bị tổng hợp, lung tung. Nếu mà chúng ta chỉ muốn xem võ không á, thì chúng ta xem trên kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, thì kênh đấy thầy chỉ up video võ thôi. Kể cả video lúc nãy vừa quay đây sẽ up trên kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, chúng ta xem ở trên đó. Còn nếu chúng ta muốn xem các khác, ví dụ như bí quyết thành công hay là những cái quan điểm kinh doanh của thầy, chúng ta có thể xem trên Nguyễn Viết Hòa. Nhưng mà nên nhớ là trên kênh Nguyễn Viết Hòa là thầy quay nó rất là thập cẩm, đi dọc đường thầy từ Phú Yên ra đây cũng quay, hay là đi ăn cơm cũng quay, nghĩa là mình quay nó hơi bị nhiều thứ đó. Còn cho nên là chúng ta thích xem cái gì thì chúng ta có thể xem trên đó, và thích hỏi cái gì chúng ta có thể hỏi trên đó luôn thì thầy sẽ trả lời ngay. Nhất là trên kênh Nguyễn Viết Hòa, hỏi cái có thể được trả lời ngay lập tức, cái kênh đấy là nó báo vào điện thoại di động thì sẽ được trả lời ngay. Và hy vọng là chúng ta sẽ luyện tập võ thuật tốt, học văn hóa tốt, và rèn cho mình cái ý chí bản lĩnh của con nhà võ để có thể thành công sau này. Chúc tất cả các em học tốt văn hóa và võ thuật. Xin cảm ơn. Kịp. Đứng dậy. Kịp. Chào. Rồi bây giờ mình